Xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Gỗ Phương Nam. Lời đầu tiên, Thọ cùng Gỗ Phương Nam xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Gỗ Phương Nam trong những năm vừa qua. Ắt hẳn là đối với những khách hàng đã làm việc lâu năm trong ngành gỗ, cũng như là những khách hàng mà sử dụng gỗ làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất của mình, thì cái tên Gỗ Phương Nam đã không còn quá xa lạ nữa, đúng không nào? Gỗ Phương Nam với gần 10 năm hình thành và phát triển thì hiện nay đã là nhà nhập khẩu và phân phối gỗ nguyên liệu hàng đầu Việt Nam với đa dạng các loại gỗ như là sồi, tần bì, ốc chó, thông, bóp la, tất cả đều nguyên đai, nguyên kiện và được nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu. Mặc dù chị mới gắn bó với Gỗ Phương Nam nhưng mà Thọ cảm thấy mình rất là may mắn và tự hào khi là thành viên trong đại gia đình Gỗ Phương Nam này. Vì sao Thọ lại nói như vậy? Vì điều thứ nhất á, là đội ngũ Gỗ Phương Nam làm việc với phương châm chuyên nghiệp, chính trực, tận tâm. Chúng tôi luôn tâm niệm là cống hiến bằng cả trái tim trong mọi việc, cho dù là nhỏ nhất, đúng với câu khẩu hiệu của Gỗ Phương Nam là tâm tỏa sáng, vạn niềm tin. Và niềm tự hào thứ hai là mạng lưới khách hàng của Gỗ Phương Nam thì trải dài từ Bắc tới Nam, từ các doanh nghiệp sản xuất lớn nhỏ tới các chủ đầu tư dự án và các cửa hàng. Để Gỗ Phương Nam có được thành công như ngày hôm nay thì Thọ vô cùng biết ơn sự tin yêu, hợp tác, đồng hành của quý khách hàng. Để đáp lại tình cảm này thì Thọ cùng Gỗ Phương Nam cam kết sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để cung cấp các loại gỗ tốt, chất lượng cũng như là dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp tốt hơn mỗi ngày. Một lần nữa, Thọ xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới quý khách hàng. Rất mong là các khách hàng sẽ tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Gỗ Phương Nam trong thời gian tới. Chúc quý khách hàng luôn thịnh vượng. À, khách hàng thân yêu ơi, nếu cần gỗ thì hãy liên hệ với Thọ qua số hotline 0915 581 331 để được tư vấn và nhận những ưu đãi đặc biệt nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.